Dạ, Thành xin chào tất cả anh em trên mọi miền đất nước nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm ngoài đặc ếch cực kỳ đơn giản và rẻ tiền anh em ơi, rất mà hiệu quả là cao nữa. Đây anh em sắt một mớ đồ bình như mình vậy nè, bình với khoảng chừng 2 kg cá mồi, 2 kg cá mồi với một số lục bình này có khoảng ký mấy lục bình anh em ơi. Rồi anh em chuẩn bị cho mình là 2 bịch củ vị hương, 1 bịch cà ri và 1 miếng dầu ăn nữa. Rồi anh em đổ cà ri vô, anh em rắc cà ri lên, rắc cà ri lên với ngũ vị hương, anh em mình trộn đều, anh em trộn đều cho mình nha. Này là mình đặt rất là hiệu quả nha anh em, mà chi phí lại thấp nữa, rất là tiện lợi cho anh em mình đặt lạc anh em ơi. Rồi, sau đó mình chế vô ăn lên nha, chế vô ăn lên. Cái dầu ăn này là nó mà khi mình đặt dưới nước nó sẽ lon ra, lỏng ra, rỗng là có ít nghe mùi nó sẽ gô anh em ơi. Đó mình trộn đều lên. Lục bình này rất là sáng mồi nha anh em. Sáng mồi lắm. Nói chung mình đặt lục bình thì nó đỡ tốn kém cá mồi lắm anh em ơi. Này có khoảng ký lục bình anh em ơi. Với 2 ký cá mồi là tương đương với là khoảng 50 mấy 60 cái lợp á. Thì nay mình đặt thêm 20 cái dớn mini nữa, thử coi nó xem sao. Đây. Khi anh em trộn đều lên ha. Rất là đơn giản nha anh em, dễ làm nữa mà hiệu quả lại cao nữa anh em ơi. Sau đó anh em mình cá mồi đổ vô, cá mồi lên mình trộn lên, toàn là lục bình không anh em ơi, chứ không cá mồi bao nhiêu hết đó. Chứ mình đặt cá mồi không mình kiếm rất là hiếm anh em ơi. Có chỗ thì mình mua thì có thì nó đỡ, còn chỗ mà mình không có mình đi tự đi kiếm á, đặt lần 5-6 kg 60 kg cá mồi cực lắm anh em ơi. Mà mình thử qua lục bình này mình đặt thấy nó cũng hiệu quả, cũng như nhau anh em ơi, có khi là chạy mạnh hơn nữa tại lục bình này nó rất là sáng mồi. Em trộn đều lên xong thì quà anh em để khoảng chừng 15 hoặc 20 phút cho nó thấm màu hết, xong rồi anh em hãy vô lợp, hai anh em hãy đi đặt nha. Này hổm mình có bỏ dầu chuối vô với ớt xanh vô mình thấy nó cũng vậy à, thấy nó chạy cũng như nhau anh em ơi. Đây mình đặt chỉ có 3 thứ thôi, dầu ăn, ngũ vị hương với cà ri anh em ơi, điều đó đó. Đặt có khi chạy rắn luôn nha anh em, chạy mà rắn nước đâu bậy bạ à, chứ rắn dữ thì không có nha anh em. Anh em vô mồi cho mình là khoảng chừng 1 nhúm vậy nha, thêm miếng nó cũng được như đây nè, khoảng một giá cho nè nha anh em. Một cái lọc khoảng chừng 3 con cá mồi thôi, 3 con cá mồi với mới lục bình đó là được rồi. Còn anh em nào có cá mồi nhiều thì càng tốt, 4-5 con thì nó còn ngon nữa, chứ mình thấy bỏ nhiều nó cũng vậy anh em ơi. Đó, cá mồi của mình rất là đơn giản vậy đó, mà hiệu quả rất là hiệu quả nha anh em. Chỗ nào có ếch đặt là chạy anh em ơi, chứ mình không có đặt thuốc men vậy anh em ơi, vậy đó.
cá này nói chung mình để hơi ương chút xíu anh em, cho nó hơi sình sình chút xíu, hơi hơi thôi chứ xịt thuốc quá cũng dở anh em ơi. Thì rất là đơn giản. Chiều nay mình sẽ đặt thử 20 cái vớn mini anh em ơi, với ba mấy club hết thử coi cái vớn mini club hết cái nào cho mạnh nha anh em. Ngày mai mình sẽ báo cáo kết quả cho anh em biết nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Nếu anh em nào mà thích cái kênh của mình á, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha, để mình tiếp tục có động lực mà để làm clip nha anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em, chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ.